Anh em à, hôm nay mình chia sẻ anh em về hàng bị cắn lưng á, hàng giống như hàng vàng này cắn lưng này cho, đó. Cái này nè, nó ngắn gọn ha, nói chung về cắn lưng nó có hai loại cắn lưng, một là cắn lưng nhau gạch, hai là cắn lưng nhau tách, đó. Thì đa số giờ là cắn lưng gạch nhiều, tách thì cắn lưng tách thì nó dễ bể lắm, gạch cao nó bể luôn. Đa số là cắn lưng nhau gạch nhiều nè. Cắn lưng nhau gạch thì nó có một cái đường chỉ á, đường này cắn lưng này nè, đường chỉ á, nó bị nhiễm dầu á. Đa số là anh chị sợ cái điều đó. Nguyên nhân chủ yếu là hàng cắn lưng nhiều á, là do chị biết sao? Nhìn thấy những cái hộp hàng này nè, hộp hàng này nè, anh thấy cái lưng nó dẹp, lưng nó dẹp nè, cái lưng nó dẹp nó có hai nó vừa nó ăn sát với kẹp dao nè, ăn sát lên kẹp dao, nó dẹp thì nó ăn sát vô kẹp dao được đó. Vừa vừa ăn sát xuống kẹp dao mà vừa mấy đa số mấy cái hộp này là đa số là vỏ nó mỏng hơn, là nó cong hơn đó, là mà đa số là nó bị dẹp nè. Thì để hàng cắn lưng là đa số là cái lưng nó dẹp nè, cắn cắn nhẹ những hộp lưng hàng này cũng cũng bị dẹp nè, cắn lưng đó. Còn những cái hộp hàng giống như hộp này nè, cái lưng nó bằng là nó không có bị cắn lưng nha, ít cắn lưng lắm. Nó bằng là cái hộp hàng nó nằm không sát xuống cái kẹp dao được, là mấy hộp bằng này là vỏ nó cũng dày hơn, nó cũng dày hơn nha. Nó giống như mấy hộp này nè, cái này là bằng không bao giờ cắn lưng được. Số mấy cái hộp bằng, mấy cái hộp mà dài 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 là nó không bao giờ cắn lưng đó. Cắn lưng đa số là cắn những cái hộp mà gọi là dẹp dẹp cong cong mà có lưng dẹp nè, nó cắn lưng nhiều đó. Như vậy thôi, thì đa số bảo trì là họ gấp dao á, là sao gấp theo tương đối, tỷ lệ tương đối thôi đó. Chứ còn nhưng mà gấp theo cái hàng này luôn á, là dao thấp đó, thì mấy cái hộp dạng như hộp này nè, nó thấp quá thì trẻ nó cắt nó không tới, mới học vỏ dày rồi gãy vỏ dính móc móc nói cho móc thì là đập tới đập lui, hàng nó mua như đập tới lui nó cũng bung à. Là giống như hộp này nè, cái này nó vừa có cái đầu đó, nó có cái đầu rồi nó móc nó hơi cũng có hơi có cùi đó, nhưng mà gấp xuống chút xíu thì nó sẽ bung hơn, thì nó bung hơn thì cái tỷ lệ hàng này nó sẽ cắn lưng nhiều nè. Cái hộp hàng này nó cũng bị móc móc xíu nè đó. Gấp nếu mà vừa tới luôn là móc móc chứ là đập vỏ hồng này vỏ dày hết nha. Cái hộp này vỏ mỏng nè, chị để ý nha, hộp này vỏ dày hơn nè, mỏng hơn hộp này, mỏng hơn nè. Còn cái hộp hàng này vỏ nó dày hơn nè, thấy chưa đó. Đó, thì nó vỏ mỏng hơn thì nó cắt tới hơn, nó chạm lưng chút xíu, vỏ dày hơn thì nó vừa tới đó. Thì bảo trì đa số là gấp gáp nó tương đối với nhau không à, hàng nó gấp sao tỷ lệ nó tương đối với nhau, chứ còn gấp theo một loại hàng, ví dụ như gấp theo thằng này á thì nó cắn đúng không, thằng này là lưng dẹp nó cắn nè. Nó cắn còn cái hai gấp theo cái thằng này á thì nó sẽ bị gãy dây, gấp mà hạn chế cắn á, nó thấp xuống hiện này nó bị gãy vỏ nó, nói chung là như vậy đó. Thì nó gãy vỏ mà nó móc lại chút xíu cái này thôi nè, nói chung là đập nó không có ra, khó xử lý lắm. Cái này giết cậy thôi, mà một số người họ không cậy luôn, họ để cho trẻ luôn, nó bể luôn, để banh luôn. Thì theo cái đồ hàng của anh chị thôi, cái tỷ lệ hàng nó dẹp nó nhiều, hàng nó dẹp nó nhiều hoặc là hàng dẹp ít, thì dù hàng dẹp nó không ba 20% thì tỷ lệ cũng vẫn ít hơn. Còn mà ví dụ hàng dẹp cũng như hàng biết sao giờ hàng 2 năm hàng theo đa số là cái hàng nó dẹp nhiều, chứ tại cũng nó cao hơn chút xíu. Vậy thôi, cái hộp hàng này vỏ cũng mỏng nè, nhưng mà nó vỏ mỏng rồi, mỏng hết chưa, mỏng so với cái hàng này, nó dày hơn, cũng cùng một loại hàng đó, cùng một loại hàng B, nhưng mà thằng dày thằng mỏng, móc này cho.
nói chung là cũng khó xử lý lắm. Thì anh chị cũng biết thì tùy theo cái lô hàng, tùy theo hàng mình sẵn đều đều không đều nữa. Ví dụ mấy cái hàng mà có cùi cùi này sẵn nó không xuống thì nó không đều, bảo trì này nó gấp nó cũng tương đối nha thôi. Nói gì bảo trì không á, thì bảo trì không thì cũng không có đúng. Tùy theo lô hàng, tùy theo cái sàn hấp này. Như mấy cái hàng này là phải gấp thêm phút à, thêm phút chút xíu nữa thôi. Nó mềm hơn, cho nó dính ra, nó không bung trở lại, cũng dính là chết. Thì lô hàng nó thôi chứ giờ sao, cứ đổ bảo trì không gấp giao, bảo trì canh tương đối hai lô hàng với nhau thôi. Chứ canh tuyệt đối theo một loại thì này nó cũng lên ngay cho nó chút xíu rồi. Tương đối theo một canh theo một loại thì hàng kia nó bị gì đó, hàng về giỏ giày với cái hộp hàng mà nó ví dụ lưng bằng là nó sẽ không bung, sẽ dính dính nó. Còn mấy hàng dẹp dẹp gì nè nó cắn nhá. Chung là nguyên nhân chủ yếu thì nó như vậy ha. Còn thì nào mà vậy mà thấy mấy cái lặng bạc bằng này nè, lưng bằng này nè mà nó cắn nhiều á là do bên gấp dao anh chắc chưa đúng á. Dù mấy cái thằng mà cái lưng bằng bằng này nè, bằng bằng này là gấp mà cắn lưng là do anh kiểm tra dao tỷ lệ nó dao này quá cao. Còn mà cái tỷ lệ hàng dẹp dẹp này nè, dẹp dẹp này á, dẹp dẹp này nè mà cắn lưng á, ví dụ như một số hàng dẹp này mà nó teo nhiều quá thì nó sẽ không cắn nha. Còn dẹp mà vỏ mỏng mình là cái cong mà cái nhưng nó sát vỏ luôn á thì nó sẽ bị cắn nha. Nó cũng tùy theo hộp nữa chứ không phải hộp nào dẹp cũng cắn hết, cũng khó. Hộp dẹp nhưng mà nó sát vỏ, nó đầy nhân á thì sẽ cắn này cắn ha. Còn hộp dẹp mà nó teo quá thì nó sẽ cắn ít hơn, teo mà lộn vỏ cắn ít hơn nữa. Thế nào cắn chút xíu nữa cho nó hộp nó cong nè, cái lưng nó dẹp bảo đảm. Anh chị mỉm cho anh cái lô hàng của anh chị, đa số cái hàng cắn là lưng dẹp hết. Nói chung là video em chia sẻ vậy thôi, cái nguyên nhân cắn lưng đó, đa số là cái hàng dẹp nó vừa ăn nó sát cái rãnh, vừa vỏ mỏng nữa nó sẽ bị chạm lưng thôi. Thì leo lô hàng tỷ lệ hàng dẹp nhiều hay ít vậy thôi đó. Em chia sẻ video xương xương nha, chia sẻ video như vậy thôi, kinh nghiệm của em vậy thôi, anh chị tham khảo ha. Rồi, bye bye, chào anh chị nha. Bye bye anh em ạ.